Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, chú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi và mục đích hiêu dâm. Theo đó, vì được bạn trai ở nước ngoài thuê căn hộ tại Trung Sài Gòn Pơn, phường 22 quận Bình Thạnh để ở từ đầu tháng 4 năm 2024 đến hết tháng, mục đích của việc thuê căn hộ này là để làm nơi quay clip nóng rồi chuyển qua nước ngoài. Ngoài ra, người này cũng cho tiền vi để tìm các bé gái rồi quay clip phản cảm gửi cho ông ta. Kiểm tra điện thoại của vi, lực lượng chức năng thấy nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm của các nạn nhân. Mục đích để vi dùng điện thoại ghi lại những cảnh nhạy cảm của các nạn nhân rồi chuyển ra nước ngoài. Trước đó, ngày 3 tháng 4, Vi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp cận hai cháu NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi khi hai cháu này đang cùng mẹ bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố. Lúc này, Vi dùng tiền và kẹo để dụ hai cháu đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 8. Từ quận 8, Vi tiếp tục dùng xe công nghệ đưa hai cháu về giam giữ tại căn hộ vừa thuê nói trên. Tại đây, Vi dùng tiền, bánh kẹo, hứa mua đồ để giữ hai cháu ở lại. Chiều ngày 6 tháng 4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi về việc bị thất lạc hai con tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 từ tối ngày 3 tháng 4. 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an quận 1 để tìm kiếm hai cháu. Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4, lực lượng chức năng đã xác định được tung tích của Vi. Qua biện pháp nghiệp vụ, Công an cũng xác định được nơi mà Vi có khả năng giấu hai cháu là căn hộ tại trung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh. 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, tổ công tác của công an quận 1 và phòng PC02 đã phối hợp với công an quận Bình Thạnh để kiểm tra căn hộ của Vi, giải cứu thành công hai cháu. Chiều ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã bàn giao hai cháu cho người thân. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc hai cháu bị bắt cóc vừa xảy ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, hai cháu vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi chị Nguyễn Thị Chi ở phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về hạnh phúc khi hai con gái là Mi, 7 tuổi và Linh, 3 tuổi được trở về với vòng tay của mẹ của bà ngoại sau khi bị bắt cóc. Chị Chi kể, buổi tối hai con gái bị kẻ lạ đưa đi, chị Chi thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Suốt quãng thời gian sống trong sợ hãi ấy, chị phát điên, lao ra đường, lùng tìm mọi ngả, rừng rừng nước mắt do tìm hình bóng hai cô con gái thơ ngây. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua dài bằng cả thế kỷ tìm con suốt từ sáng đến đêm, lúc không còn đủ sức để đi nữa, chị chỉ biết ngồi xuống đường khóc trong vô vọng. Chiều ngày 8 tháng 4, khi cơ quan chức năng báo tìm thấy con và trao trả cho gia đình, chị Chi như được sống thêm một cuộc đời nữa. Chị cứ ôm mãi mi và Linh vào lòng, vuốt ve, an ủi, âu yếm và dốc hết những lời yêu thương cho hai thiên thần nhỏ. Chị cho biết, cháu Linh 3 tuổi, dù đã được ở bên mẹ nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình khóc thét, miệng liên tục gọi tên chị, Mi ơi, chạy đi, Mi ơi, chạy đi. Còn em Mi 7 tuổi cả tối cứ ôm lấy mẹ, nói con nhớ mẹ lắm. Mi kể, lúc bị người lạ nhốt trong phòng và luôn miệng dụ dỗ, hứa sẽ mua đồ quần áo mới cho hai đứa, sợ lắm nhưng cố không khóc vì còn lo cho em. Thấy con như vậy, chị Chi quặn đau từng khúc ruột, vừa khóc vừa dỗ con, có lẽ chưa khi nào chị mong thời gian trôi đi thật mau để chữa lành những vết thương tinh thần khủng khiếp mà hai cô con gái đã phải trải qua. Càng nghĩ, người mẹ 27 tuổi của bốn đứa con lại càng quay quát buồn vì gánh nặng mưu sinh. Hôn nhân tan vỡ, chị phải mang theo các con khắp đường phố ở trung tâm Sài Gòn. Lúc bán vài cái kẹo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, khi vài món đồ chơi trước cổng trường học. Biết là khổ cực, biết là nguy hiểm, nhưng cuộc sống khó khăn cho gia đình chị ít lựa chọn quá. Con gái lớn của chị Chi năm nay 10 tuổi, có biểu hiện của tăng động nên khi đi buôn bán không dám để ở nhà một mình. Cháu My mới học hết lớp 2, đã phải nghỉ học rồi. Linh mới 3 tuổi, đã là chị của một đứa em 9 tháng tuổi. Nhìn bốn đứa con thơ ngây chơi cùng nhau trong căn phòng trọ vỏn vẹn 20 mét vuông, chị Chi khao khát được thấy chúng đến trường, có cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Sắp tới, chị sẽ tính đường cho các con về quê sống cùng bà ngoại. Còn mình vẫn sẽ tiếp tục bám trụ lấy thành phố, kiếm tìm công việc để nuôi giấc mơ ăn học cho các con. Thấy con gái chăn trở, người mẹ già đau yếu cũng chẳng muốn nghĩ chuyện gì xa xôi. Chỉ thầm cảm ơn cơ quan chức năng đưa My và Linh về kịp thời. Bởi muộn hơn chút, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với gia đình mình nữa. Ngày 10 tháng 4, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một nam sinh lớp 11 bị tài xế ô tô con đánh tới tấp vào người xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài xế ô tô có hành vi đánh nam sinh là TDT, sinh năm 1989, ngụ xã Thiệu Hợp, còn nam sinh bị đánh là MHA, 17 tuổi, ngụ xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip từ camera nhà dân ghi lại cảnh một chiếc ô tô con đang di chuyển trên đường liên thôn khi đi đến khúc cua, tài xế bất ngờ đánh lái sang phải, không có tín hiệu xi si nhang. Cùng thời điểm này có một thiếu niên đi xe máy tới nên xảy ra va quệt với ô tô gây hư hỏng phần đầu. Ngay sau đó, tài xế ô tô mở cửa ra nói chuyện và có lời qua tiếng lại với người đi xe máy, rồi xông vào đấm đá vào người nam sinh. Đáng nói, trong đoạn clip nam sinh bị đánh, có một người đàn ông đứng chứng kiến sự việc nhưng thờ ơ, không có động thái can ngăn hành vi của tài xế ô tô. Một lãnh đạo công an huyện Thiệu Hóa thông tin, ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo công an xã Thiệu Hợp vào cuộc xác minh làm rõ. Vụ việc trong thẩm quyền của công an xã, bước đầu phía công an đã xác định được những người có liên quan và mời lên làm việc. Trường hợp không đủ yếu tố để xử lý hình sự thì sẽ chuyển qua xử lý hành chính. Hiện vụ việc đang được công an xã Thiệu Hợp hoàn thiện hồ sơ, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo quy định. Bởi đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố cáo trạng truy tố 50 bị can liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan với nhiều tội danh khác nhau. Theo cáo buộc, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức, sử dụng vốn góp khống của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Về số tiền nộp khắc phục hậu quả, đến nay các bị can và những người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng, trong đó Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng. Cáo buộc cho rằng các bị can trên trong quá trình điều tra truy tố đã chủ động khắc phục, tác động để gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm B khoảng 1, điều 51 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, bị can Trịnh Văn Quyết và hai người em được hưởng tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công với cách mạng, bị can Trịnh Văn Quyết tham gia hoạt động thiện nguyện nên được xem xét hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tài khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự. Bị can Nguyễn Thiện Phú, Lê Hải Trà, cựu phó tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán thành phố, Lê Thị Thiết Hằng, cựu giám đốc phòng giám sát giao dịch, nguyên giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong phát hiện tội phạm, và trong quá trình giải quyết vụ án nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm T khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Ông Lê Hải Trà có bố đẻ là liệt sĩ nên cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm X khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Trước đó, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV, kê biên của bị can Trịnh Văn Quyết, ba thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, một thửa có diện tích 799,6m2, hai thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2. Đối với bị can Trịnh Thị Minh Huế, cơ quan điều tra đã kê biên 4 thửa đất và tài sản gắn liền với đất gồm 158,3m2 nhà đất tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội, 3 thửa đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, hai thửa có diện tích 200m2, một thửa có diện tích 125,3m2. Bị can Trịnh Thị Thúy Nga bị kê biên hai thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, một thửa có diện tích 193,1m2, một thửa có diện tích 165m2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra soát ngăn chặn giao dịch khóa chiều ghi nợ Đối với tài khoản đứng tên, các cá nhân gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thủy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung và 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp. Đối với tài sản, bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu, đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga